Người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan. Đây chính là Madame Pang, nữ trưởng đoàn vô cùng xinh đẹp và là một tỷ phú của Thái Lan mọi người nha. Và mình thấy là ở ngoài thì bà rất là cute và dễ thương luôn. Đấy, cực kỳ thân thiện. Và đấy, những khoảnh khắc này bà đang chào những cổ động viên của Thái Lan này. Thật sự đây là một người phụ nữ mà mình đánh giá là tuyệt vời. Và bây giờ hãy cùng thử chụp ảnh với bà nha. Đây là Trung Dương cameraman của nhóm mình nha. Và bây giờ thì đến mình chụp ảnh này. Thật sự là vô cùng so cute và dễ thương.